Hải Dương. Hãy nhớ đăng ký kênh để được theo dõi những thông tin mà máy em cập nhật về mới nhất như trong ngày tháng. Thì với cái tầm tiền 150 triệu quay đầu mà chúng ta có thể mua được những mẫu xe mà số tự động mà xe hạng sang một chút, thì trên màn hình của các bạn đây là một mẫu xe Daewoo Magnus sản xuất năm 2004 và số tự động. Và hơn thế nữa là với tầm tiền như vậy là chúng ta có thể mua được một mẫu xe nữa, đó chính là mẫu Mercedes C200 hoặc là E240 đời 2000 cho đến 2001. Và có một mẫu xe nữa đó chính là Ford Mondeo. Một dòng xe Ford Mondeo cũng là một dòng xe khá là rẻ tiền, tầm khoảng 150 triệu quay đầu mà thôi. Nhưng nói là rẻ tiền vậy thôi, nhưng mà chất của những dòng xe mà em vừa kể tên nó hoàn toàn không rẻ tiền chút nào. Không phải là người mà bình dân mà anh em mà có cái thu nhập trung bình hoặc thấp hơn chút mà chúng ta có thể bỏ ra số tiền như vậy để chúng ta mua về, nhưng chưa chắc các bác đã nuôi được nó và đã chăm sóc được nó. Thì đối với những cái dòng xe Magnus như trước màn hình quý vị các bạn đây, thì thực chất nó là một cái dòng xe mà bọn em sẽ bán mức giá này với khung giá 150 triệu đồng, phải không ạ? Có giao lộc cho các bác một chút. Nhưng dòng xe này em nhấn mạnh lại một điều là nếu chúng ta muốn sở hữu chiếc xe này về sử dụng thì chúng ta cũng phải biết cách để chúng ta chăm sóc nó. Không phải là chúng ta mua về chúng ta đổ xăng mà chúng ta có thể chạy đâu. Ngoài việc chăm sóc thì tí nữa em sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn sau, chia sẻ cái kinh nghiệm riêng của bản thân em. Ngay bây giờ mời quý vị các bạn hãy cùng đi em đi qua một vòng chiếc xe Magnus màu trắng khá là hiếm trên thị trường này. Màu trắng sôi động rất là hiếm trên thị trường các bác nhé. Cho nên hôm nay thì em mua được chiếc xe này về. Và ngay bây giờ mời quý vị các bạn hãy cùng đi qua một vòng xe để chúng ta có thể kiểm chứng. Về phần đầu xe thì các bác có thể thấy được đó chính là điểm đầu tiên mà chúng ta sẽ nhìn thấy nó rất là đẹp về cái phần tản nhiệt để hút gió phả vào cái két nước để làm mát két nước. Thì cái phần nước tản nhiệt này được mạ hoàn toàn bằng mạ chrome, và ở giữa nó sẽ có hai cái thanh nho nhỏ giống như y hệt cái dòng xe BMW này, là có cái lưới kiểu những cái lan, nó sẽ kiểu như thế này. Hơn thế nữa là về phần mắt đèn của Magnus. Mắt đèn của Magnus thì các bác nhìn thấy được nó thiết kế theo kiểu dạng như có một chút nó hơi nhiếc. Nó rất là giống với những xe đẩy cao, và bên trong có thể xe thì nó có ba khoảng tròn độc lập. Và chiếc xe này đã được bộ lên đèn bi, đèn hoàn toàn đèn bi màu như các bác, đèn bi salon màu. Trời tối bật lên nhìn rất đẹp, nhìn mắt đèn xe nhìn rất đẹp. Và phần nắp capo xe, nắp capo xe nó sẽ có chia cho mình nó chính là hai cái đường vân, và ở giữa thì nhô cao hơn một chút, và hai bên rìa này các bạn nhìn thấy là hơi thấp một chút. Nó tạo cho với cái phần đầu xe nó có một cái điểm nhấn riêng, có một chút gì đó nó lịch sự, có một chút gì đó nhìn nó có vẻ như hầm hố. Thì phần bắt đầu sóc xe thì nó sẽ không có gì đặc biệt ngoài hai cái đèn sương mù, không biết là có còn hoạt động hay không, nhưng nhìn nó không bị trống cái khoảng trống về phần đầu xe. Đi đến phần chiều ngang của xe và coi như là đến phần thân xe, thì điểm ấn tượng nhất đối với bản thân tôi đối với dòng xe Magnus này đó chính là tổng chiều dài. Vâng, một cái chiều dài xe có thể nói là những cái dòng xe, chỉ có những cái dòng xe hạng sang mình có được cái cỡ chiều dài như vậy. Thứ hai đó chính là phần thân xe thiết kế tuy là đời 2004, nhưng bản thân tôi được đánh giá là cái thân xe của dòng Daewoo Magnus này nhìn nó không thể cổ một chút nào. Hơn thế nữa, chiếc xe này là một chiếc xe đã được nâng lên bộ la răng, nhìn có chút gì đó thể thao và có một chút gì đó nhìn nó hơi khác biệt so với những dòng xe Magnus vẫn nguyên bản quả mâm. Nói về cơ bản thì cái mâm của cái dòng xe Magnus cũng số tự động, mà số tự động mà đủ này, mà đối với phiên bản mâm mà cái mâm của nó vẫn là mâm nguyên bản, nó có một chút gì đó tập trung về cái phần sang trọng hơn. Nhưng cái mâm này các bác nhìn thấy là nó sẽ có một chút gì đó nó lại thể thao, cái độ sang trọng nó lại mất đi, nó lại nghiêng về thể thao hơn. Và nốt thì màu trắng đen hòa quyện với màu của thân xe màu trắng, nó toát lên chất thể thao đi trời tối hoặc đi ban đêm nhìn rất đẹp. Về phần thân xe thì các bác nhìn thấy được là một màu trắng của ngọc trinh, và dán phím PM màu đen, nhìn trong cái phần thân xe nhìn rất là khôn xe và rất là khỏe. Phần tay nắm cửa thì cũng được
mạ Chrome rồi nhưng mà gương chưa được tích hợp xi nhan, và nó thay thế vào đó chính là một cái mắt để báo hiệu xi nhan, nó lại nằm ở bên rìa và hông xe ở chỗ bản lề cánh cửa như thế này. Ở phần giữa xe thì có một chút hơi cổ cổ, đó chính là một cái phần nẹp. Các bác có thể để ý được những chiếc xe mà đời cao thì thường thường ta sẽ bỏ những cái phần nẹp như thế này đi, nhưng những chiếc xe mà đời từ 2005 quay đầu, thậm chí có những con xe đời cũng cao hơn một chút, nhưng mà theo em đánh giá là đa số là những chiếc xe mà nó có cái thân xe ở giữa này thì thường thường những dòng xe đời nó hơi sâu một chút. Nhưng không sao, về phần để cho phần thân xe nó không bị cọc quá thì có những cái nẹp như này vào thì nhìn nó cũng trường xe hơn rất nhiều. Có một điều nữa mà em rất thích ở cái phần thân xe này, đó chính là gì? Các bác có thể để ý được là cái khoảng trống của cái lốp nó khá là cao, phải không ạ? Nó vẫn được tầm khoảng 7 cho đến 8 phân. Và đặc biệt cái dòng xe Magnus này thì nó lại là một dòng xe sang của ngày trước. Nó như em đã nói rồi, nó cạnh tranh trực tiếp với Camry và cạnh tranh trực tiếp rất là nhiều các dòng xe khác. Và cho đến thời điểm hiện tại thì với tầm tiền cũng rất là mua được rất là nhiều những dòng xe khác nhau. Em sẽ nhắc lại nhá. Đây là Magnus, với tầm tiền chúng ta bỏ ra 150 triệu. Ford Mondeo, nếu mà Camry đời 2000 thì chúng ta phải bỏ ra tầm khoảng 200 triệu chúng ta mới mua được. Và rất mẹt, dòng mẹt hoặc BMW, mẹt đời 2000 đến 2001, mẹt C200 hoặc E240 2001, hoặc là BMW 325i đời 2001 chẳng hạn đó. Những cái dòng xe mà cái tầm phân khúc tiền như vậy, mà phải nói thật một điều như thế này, nó tuy cái giá tiền của nó chỉ có tầm khoảng vậy mà thôi, nhưng để mà nuôi được chiếc xe đó thì không phải là những người mà có thu nhập thấp mà chúng ta sẽ nuôi được đâu. Anh em phải có điều kiện thật sự thì chúng ta mới sẽ nuôi được chiếc xe này. Bản chất của những cái dòng xe mà tầm tiền như vậy mà nó hắt còn chơi thời điểm tại nó hắt tốt thì đại đa số lại là những cái dòng xe mà hơi tốn xăng hơn một chút, tầm khoảng 10 lít đến nhô với nước một chút. Như các bạn thấy, không phải là một mức xe bình dân để chạy taxi hoặc chạy dịch vụ, hoặc là cái chi phí sửa chữa nó hơi đắt hơn một chút so với những cái dòng xe bình dân khác. Chính vì thế là chúng ta hãy cân nhắc khi chúng ta có thể đi mua những cái dòng xe này về, nhưng chúng ta mua dòng xe về chúng ta trải nghiệm nghiện chơi dòng mắc nước, hoặc là chơi những dòng xe mà đầy cũ mà hấp dẫn chất, phải nói một điều là chúng ta phải mê luôn, không muốn mua những xe đầy cao hơn một chút, hoặc là có một lý do là chúng ta sót của chẳng hạn chúng ta sẽ đi những dòng xe như thế này thôi. Cũng rất là hay. Thì về phần sau của chiếc xe này thì như bản thân tôi nhìn thấy là cái mắt đèn của nó nhìn nó khá là giống với chiếc Toyota Camry mà đời 2002 đến 2003, cái form mắt liếc đấy, cái form Camry form mới đấy các bác nhá. Thì nhìn phần đít này để mà chúng ta có thể ngắn một chiếc logo của Toyota thay vì cái logo của Daewoo này mà chúng ta gắn vào Toyota, hoặc chúng ta sẽ có một dòng chữ nho nhỏ ở phần rìa, đó chính là Camry chẳng hạn. Thì nếu mà những người mà không sành về xe thì người ta nhìn vào bên trong thì người ta tưởng y hệt như là một chiếc Camry vậy. Vâng, một cái phần đuôi xe nhìn khá là giống với chiếc xe Camry, phải nói là giống thật sự đấy. Về phần giữa xe thì xe này cũng có một thanh mạ chrome, nó tạo cho chiếc xe có một cái điểm nhấn riêng ở phần đập cốp xe. Và xe đã được trang bị cho mình đó chính là camera lùi, đó chính là những cái mà để cho chúng ta thiết yếu để cho chúng ta mà thi ta bắt đầu mà chúng ta đi xe chẳng hạn, hoặc là chúng ta đi chưa quen có camera vào thì chúng ta sẽ căn được những cái vật cản đằng sau xe, nhưng mà đối với anh em chạy quen rồi thì điều đó sẽ không cần. Về phần cản ở sau xe thì chiếc xe này thì nghe có vẻ hình như đã được bộ lên một cái cản khác, nhìn nó thể thao hơn một chút, đó chính là một cái cản có một chút gì đó đường cong vênh ở về phần dưới như thế này. Phần dưới như em tay em chỉ thì nó tạo cho cái phần sau xe nó có một chút gì đó nó bất nghiêng về cái độ thể thao nhiều hơn. Có vẻ như ông chủ xe này là một người mà khá là thích cái dòng xe mà nó nghiêng về độ thể thao nhất. Và có một điều nữa mà em muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn, đó chính là cái dòng Magnus này, cái tôn của nó thì cực kỳ chắc và rất là bền. Đấy là phần tôn của chiếc xe. Thứ hai, khi chúng ta trải nghiệm được chiếc xe này tí nữa
mời các bạn hãy cùng em đi vào bên trong để chúng ta sẽ cùng em trải nghiệm và tìm hiểu cái chức năng của xe đó, thì chúng ta sẽ mê mẩn về tầm tiền và cái dòng xe mà chúng ta đang xem clip trong ngày hôm nay. Có một điều cũng rất là đáng nói ở cái phần gầm xe của mẫu xe Daewoo Magnus này, đó chính là cái chiều dài của gầm. Như các bác có thể nhìn thấy được, nó dài lên tới tầm khoảng 20 phân cho một cái gầm xe mà có thể nói là nó không thấp một tẹo nào cả, rất là cao, đủ để cho các bác có thể neo được những cái pannier mà cao tầm khoảng 10 hoặc 15 phân. Về phần lốp xe thì các bác có thể nhìn thấy được là em nhấn mạnh lại về phần na răng của chiếc xe này. Như các bác có thể thấy là na răng nhìn rất đẹp. Và hơn thế nữa, bên trong la răng đó chính là những cái cụm phanh đĩa hoàn toàn sử dụng bằng phanh ABS. Có thể nói nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều những cái dòng xe mà không có ABS. Khi trời mưa chúng ta phanh thì nó sẽ không có hiện tượng gì của hiện tượng bị mọc cứng lại, và nó sẽ chớp nhả tạo cho chúng ta một cảm giác phanh an toàn hơn rất là nhiều đối với những cái dòng xe mà nó không có ABS. Bước vào bên trong của nội thất xe là điều đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy được những cái hệ thống vô lăng, đèn báo và kể cả những cái điều hòa hay màn hình VCD và kể cả những cái phần núm vặn của kính chỉnh điện, nó sẽ không cổ một chút nào cả, nhìn y hệt những dòng xe đời mới hiện tại bây giờ. Nhưng chúng ta có thể thấy vô lăng của nó hoàn toàn là sử dụng vô lăng 4 chấu. Điều hòa hoàn toàn là dùng bằng điều hòa ô tô. Bảng đồng hồ xe thì hoàn toàn là có 3 vòng độc lập. Ngoài ra thì các bác có thể cảm nhận được khi mà chúng ta ngồi trên xe Daewoo Magnus này, đó chính là một cái không gian ngồi cực kỳ rộng và vô cùng thoải mái. Và cái phần ghế của cái mẫu xe Magnus này nó to, không hoàn toàn không nhỏ một chút nào, rất là to, đủ để cho chúng ta có thể dùng một khoảng trống để bó sát lưng chúng ta lại, ngồi rất là êm. Còn thế nữa là ghế của xe này hoàn toàn là ghế chỉnh điện, như các bác nhìn để ý đấy được, đó chính là ghế chỉnh điện. Vâng, đó là một cái chức năng mà không phải những cái dòng xe nào cũng thể có được, ngoài những cái dòng xe mà có một chút gì đó nó phải sang trọng thì nó mới có những chức năng như vậy. Ngoài ra trên về phần tapni của chiếc xe thì nó sẽ có hệ thống, đó chính là 4 tổng nâng hạ kính hoàn toàn nguyên bản theo xe, và chốt khóa mở điện an toàn và đóng cửa, đóng khóa những cái hệ thống nâng hạ kính ở những phần sau xe để chúng ta có thể tránh được tình trạng như trẻ con mở kính mà có thể chui ra ngoài rất là nguy hiểm. Và phần kính lái của chiếc xe thì hoàn toàn có một chế độ, đó chính là một chế độ auto hoàn toàn tự động chuyển kính chỉ bằng một nút ấn. Vâng, đó là những chức năng mà có thể nói là nó cũng khá là hay. Và kể cả về những cái phần đó chính là gương, hệ thống gương hoàn toàn là gương chỉnh điện và có cả chế độ gập điện nữa. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì không biết nó còn sử dụng hay không, nhưng mà đa số là những chiếc xe về những cái phần gương thì có thể hoạt động được tốt, nhưng cái phần mà cụm gương tự động thì chúng ta sẽ phải chỉnh tròn lại một chút để chúng ta có thể sử dụng được cái chức năng này. Và bên cạnh đó chính là một cái nút để chúng ta có thể chỉnh ánh sáng ở ngay bên cạnh nút chỉnh gương này. Đó, chỉ có thể chỉnh ánh sáng, chỉnh cái độ sáng ở trên cái màn hình của chúng ta. Thì ví dụ chúng ta đi ban đêm mà chúng ta đã chói, chúng ta có thể chỉnh lại. Và ngay bây giờ, nhưng mà quý vị các bạn hãy cùng đi đến về phần hộp số của xe, chúng ta có thể kiểm tra qua một chút. Thì các bác có thể nhìn thấy được là chiếc xe này thì là một chiếc xe hoàn toàn bằng sử dụng bằng hộp số tự động. Và nó sẽ có những cái hình zig zag như này, nhìn khá là giống với những chiếc xe mà đài cao hoặc những mẫu xe Kia Morning. Số zig zag không phải là số thẳng nữa rồi, rất là an toàn. Và chiếc xe này là hộp số 4 cấp nha các bác, hoàn toàn là vẫn đã chưa được lên cái hệ hộp số 5 cấp như những dòng xe đời mới bây giờ, hoặc là 6 cấp như là xe đời mới. Nhưng chiếc xe này chỉ có 4 cấp thôi, nhưng mà hộp số vô cùng là chạy chuyển số rất là mệt mài và ưa mái. Thứ hai nữa là nó sẽ có 3 cái tầng số để chúng ta có thể đi những cái đường khó khác nhau. Và điều đặc biệt nữa đó chính là các bác để ý ở trên phần 3 cái núm đen ở dưới cuối cùng ở cái phần cần số từ số 1 nhìn xuống thì chúng ta sẽ nhìn thấy được 3 cái núm, hai bên rìa sẽ là những cái núm không thể hoạt động được, nó không biết là một cái chức năng gì. Nhưng phần ở giữa nó có chữ HOND, đó,
cái chữ này khi chúng ta mà sử dụng ấn vào chữ này là khi chúng ta muốn vượt công hoặc chúng ta muốn tăng tốc độ nhanh hơn so với khi mà chúng ta không dùng sử dụng cái chức năng này thì chúng ta có thể ấn vào. Thì trên màn hình ở phía bên tay trái của chúng ta nó sẽ hiện lên một chữ đó chính là HOND. Đây, nhưng em không biết tiếng Anh lắm. Đấy, cho nên là khi chúng ta bật chế độ này lên thì chúng ta đạp số thì máy nó sẽ hơi tốn xăng hơn một chút, nhưng nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác bàn đạp ga thì vô cùng là vút. Và đối với dòng Magnus này thì các bác biết rồi, chạy vô cùng là sướng. Nếu để mà nói cái tầm tiền như vậy mà đi chiếc xe này thì nó không khác gì với những chiếc xe tầm khoảng 300, kể cả những dòng xe 400, chạy sướng y hệt luôn. Điều hòa của chiếc xe đây, của Magnus này thì rất là mát. Con này thì khi chúng ta chỉ ngồi lên tầm khoảng 3 cho đến 5 phút mà thôi, thì là chúng ta mùa hè như thế này mà chúng ta có mặc áo cộc đi chăng nữa thì chúng ta vẫn cảm thấy hơi xe lạnh, và chỉnh tăng nhiệt độ lên tầm khoảng 18, 19, 20 độ thì chúng ta sẽ có một cảm giác mát. Chúng ta để vào cái mức độ mà nâu như thế này thì là mát rất là sâu. Thì ở phần trên vô lăng chúng ta sẽ có một cái nẫy nho nhỏ thôi để chúng ta có thể chỉnh được gật gù lên gật xuống, rất là hay. Và vô lăng của nó sẽ có những cái kết hợp, những cái phím để kết hợp giải trí. Nhưng mà vì là chiếc xe đã được độ lên màn hình VCD rồi cho nên là chúng ta sẽ không sử dụng được chức năng này và chỉ nghe được nhạc mà thôi. Ở phần này có những cái nút xây kính rồi rất là nhiều những cái nút bật đèn pha cốt hay là rất là nhiều những cái hệ thống khác nhau đó. Chúng ta hãy cùng đi về phần sau xe thì chúng ta có thể kiểm chứng được cái sự rộng rãi của phần sau xe như thế nào. Thì về phần sau xe, như bản thân tôi ngồi lên chiếc xe này, đó chính là một cái không gian ngồi khá là rộng rãi. Và cái độ nghiêng, độ ghế tựa nghiêng của cái dòng xe Magnus này thì nó cũng khá là hợp lý để cho chúng ta có thể ngồi thư giãn được. Nó nghiêng về sau hơn một chút và ghế rất là êm, và vẫn trang bị là ghế da bò, vẫn là trang bị ghế da xịn của nó. Nếu chúng ta như thời điểm hiện tại thì nhìn nó còn không được đẹp, không được đẹp nữa rồi, phải nói thẳng là không đẹp nữa rồi. Chúng ta muốn về chúng ta đẹp, muốn đẹp hơn chúng ta phải thay thế bằng bộ nội thất mới theo cái màu, những cái màu nó hoặc là màu màu cam hoặc là màu sữa theo cái bộ nội thất của xe thì nó nhìn đẹp hơn rất nhiều. Nhưng tôi thấy là phần hộp tía tay của chiếc xe thì cũng đã được cái lớp da cũ của nó đã bong chóc ra rồi. Chúng ta lưu ý là khi chúng ta mua chiếc xe này về thì chúng ta vẫn phải là bọc lại về cái phần nội thất cho chiếc xe nó đẹp hơn, hoặc chúng ta có thể khoác lên cho nó một bộ áo mới, một bộ áo kiểu như thế này nhìn khá là đẹp. Vâng, ngoài những cái cảm giác ngồi mà để cho chúng ta có một cảm giác thoải mái ra thì cái đằng sau xe của Magnus này chúng ta sẽ cảm nhận được đó chính là một sự êm ái. Nó sẽ êm hơn rất là nhiều với những dòng xe mà Nachiti hoặc là Gencha, bởi vì chúng ta sẽ không so sánh được như thế, bởi vì đây là một dòng xe nó VIP. Nếu mà dòng Daewoo thì đây là một dòng xe VIP. Ngày trước rồi chúng ta rất so sánh với những cái dòng xe mà bình dân khác thì nó rất là phục hiễng. Có thể giá thì sẽ thua nhưng mà chất xe sẽ không thua một chút nào cả. Và một có thể nói một cái khoảng trống phần chân và kể cả cái phần tựa lưng nhìn vô cùng là thoải mái. Về phần giữa xe thì nó cũng sẽ có chúng ta một hộp tì tay. Như các bác nhìn thấy một hộp tì tay. Nhìn khi chúng ta đi mệt, chúng ta để tay này, để tay vào thì nó sẽ đỡ bị mỏi cái phần tay của chúng ta. Và bên trong nó sẽ có, ở phần giữa này sẽ có hai cái khay để chúng ta có thể đựng nước. Và lật bên trong lên nó sẽ có một khay để chúng ta có thể để giấy tờ. Ở phần dưới này là chúng ta sẽ có một cái để chúng ta, một cái khay chúng ta có thể đựng được gạt tàn. Và chiếc xe này thì trần dạ của nó thì vẫn còn khá là sáng. Cả những phần tắp ni, như chúng ta có thể thấy được là về phần sau của cốp xe Daewoo Magnus thì phần tôn thì vẫn không có xi nhê gì về những cái vấn đề mục mọt cả. Dòng Daewoo Magnus này thì cái phần tôn của nó thì nó không phải đáng bàn. Như các bác có thể để ý được đó chính là cái phần nốt sơ cua của chiếc xe hoàn toàn một quả mâm nguyên bản nhé, quả mâm nguyên bản theo xe đó. Ở phần trên này nó sẽ có nỉ, và đây hoàn toàn một chiếc xe không lỗi, cho nên em xin phép tất cả mọi người là không quay đến phần keo chỉ,
vì làm một chiếc xe không lỗi quay rất là mất thời gian. Nó phần sau xe đó chính là những phần cốp xe, nhìn nói chung là cũng tôn tiếc của nó cũng khá là dày dặn. Và sẽ có một cái nỉ như thế này thì nói chung là nhìn những cái dòng xe mà sang sang như thế này thì đa số nó sẽ có cái nỉ rất là sạch, đời sâu nhưng giữ được rất là sạch, không bị nát quá. Đó, nói chung là với cái tầm tiền như vậy mà chúng ta bỏ ra khi chúng ta mua một xe này về thì hoàn toàn rất là xứng đáng. Chỉ cần chúng ta biết cái cách để chúng ta có thể sửa chữa và chúng ta biết cách để chúng ta có thể chăm sóc nó thì nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác yêu xe như yêu vợ, gần như sẽ không chúng ta một cái cảm giác nhàm chán tẹo nào cả. Ngay bây giờ mời quý vị các bạn hãy cùng đi đến phần kho máy xe để chúng ta thấy cả. Vâng, khi mà chúng ta muốn chơi cái dòng Daewoo Magnus này thì điều đầu tiên mà trong cứ chu kỳ tầm khoảng 1 năm là chúng ta phải bỏ ra tầm khoảng 3 triệu đồng để chúng ta có thể thay cái két nước. Vậy sở dĩ tại sao mà phải cái két nước này? Nó cơ bản về cái mẫu xe Magnus này thì cái đường ống để làm mát cái dầu hộp số tự động của chúng ta nó sẽ luồn qua két nước. Nếu mà két nước của chúng ta dơ bẩn mà nhiệt độ sẽ tăng cao thì rất là dễ gây đến hiện tượng bục. Thứ nhất là có thể bục két nước, rất là nguy hiểm khi chúng ta không thể kiểm soát được, không nhìn vào kim nhiệt mà để cho nó nóng quá sẽ bị thổi gioang. Và cái thứ hai rất là nguy hiểm đó chính là ở phần trên đầu mặt két nước này nó sẽ có một cái đường dầu của hộp số nó chạy qua nước, cái nước ở cái phần két nước này để nó có thể làm mát được dầu hộp số. Khi nó bục ra thì dầu hộp số sẽ hòa quyện với nước và nước sẽ trực tiếp đi vào bên trong dầu hộp số mà chúng ta vô tình không để ý mà chúng ta chạy cố tầm khoảng vài trăm cây thôi là hộp số của chúng ta sẽ có những hiện tượng không mong muốn. Và khi chúng ta mà mang ra gara thì sửa chữa rất là phức tạp đối với dòng hộp số của Magnus này, nếu làm không quen thì rất là khó. Nhưng để về phần máy của chiếc xe này để mà bảo dưỡng hoặc là ta làm bất cứ một thứ gì thì nó cũng khá là dễ và đơn giản thôi, không có gì thì khó quá cả, đồ nào cũng có. Đến thời điểm hiện tại như các bác để ý được, những dòng Magnus bây giờ toàn những chiếc xe chạy rất là ngon mà chi phí sửa chữa phải xác định nó sẽ đắt hơn một chút so với những xe bình dân, nhưng nó sửa cũng đơn giản thôi, không có gì mà để chúng ta đáng sợ quá đối với dòng xe Magnus này.